Quý vị đang quay trở lại với bản tin FBNC 24/7. Thực vị tiếp đà tăng của tháng trước thì lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8 đã có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên do ảnh hưởng từ các tháng trước đó thì số du khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm nay vẫn mới bằng 92,5% so với cùng kỳ. Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, trong tháng 8 vừa qua, cả nước đón khoảng 665.000 lượt khách quốc tế, tăng 12% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2014. Như vậy, sau đà suy giảm của 13 tháng trước đó, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng trở lại tháng thứ 2 liên tiếp. Trong đó, tăng trưởng ấn tượng nhất trong tháng 8 đến từ các thị trường như Hồng Kông, Singapore, Đài Loan, Malaysia. Đặc biệt, lượng khách đến từ Trung Quốc cũng đã tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng này. Tính chung trong 8 tháng đầu năm nay, có hơn 5 triệu lượt du khách quốc tế đến Việt Nam, vẫn còn giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2014. Cũng trong lĩnh vực du lịch thì bên cạnh việc mở rộng hợp tác với các quốc gia du lịch thuộc khu vực tiểu vùng sông Mekong, Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh gọi tắt là ITE 2015 sẽ chú trọng vào 5 thị trường vừa mới được miễn thị thực đơn phương. Thông tin vừa được ban tổ chức hội chợ công bố với báo chí trong buổi họp báo chí cuối tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo ban tổ chức ITE 2015, hội chợ năm nay được diễn ra trong bối cảnh khá khó khăn. Bên cạnh sự sụt giảm của lượng khách quốc tế, hội chợ năm nay còn tổ chức trùng ngày với Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc và Hội chợ vùng kinh tế miền Trung, nên số lượng các gian hàng của doanh nghiệp và địa phương tham gia hội chợ đã bị phân tán. Tuy nhiên, theo công bố của ban tổ chức, tính đến thời điểm hiện tại, chương trình năm nay đã thu hút được gần 300 đơn vị đăng ký tham gia, so với con số 320 đơn vị của năm 2014. Chương trình năm nay còn dự kiến thu hút trên 25.000 lượt khách tham quan, tăng từ 20 đến 30% so với năm ngoái. Đặc biệt, chương trình năm nay chú trọng đến 5 thị trường du khách cũng vừa được chính phủ quyết định miễn thị thực đơn phương. Chúng tôi cũng đã có tổ chức là giới thiệu 5 thị trường nguồn mà vừa mới miễn visa đơn phương, đó là Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý. Thì chúng tôi đã tổ chức một hội chợ, một cái hội thảo giới thiệu thị trường nguồn Anh và Đức, một cái là Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Và những cái hội thảo giới thiệu thị trường nguồn này đều do những các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam cũng như là của quốc tế đến trình bày, là giới thiệu để mong muốn làm sao mà cái số lượng khách từ các thị trường mới được miễn visa này sang Việt Nam đông đảo hơn. Thực tế, việc miễn thị thực đơn phương cho 5 quốc gia vừa được chính thức áp dụng vào đầu tháng 7, thì đến tháng 8 lượng khách đến Việt Nam từ 5 thị trường này đã có sự tăng trưởng nhảy vọt. Bên cạnh đó, sự hợp tác của thành phố Hồ Chí Minh với 5 thành phố du lịch tiểu vùng sông Mekong cũng sẽ tiến thêm một bước qua hội chợ lần này. Các cái thị trường cùng với các cái bộ trưởng thì chúng ta sẽ bàn bạc và ký kết với nhau những cái chương trình hành động cụ thể. Trong đó, cái việc tổ chức triển khai ở tại ngay các cái trung tâm là cái trung tâm du lịch lớn nhất của quốc gia đấy. Thì đấy là cái điểm thay đổi mới và chúng ta đang kỳ vọng là chúng ta sẽ thúc đẩy cho cái phát triển du lịch song phương nó sẽ tốt hơn. Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn SECC quận 7. Chương trình dự kiến kéo dài từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 năm 2015. Đặc biệt, ngày cuối của hội chợ sẽ mở cửa tự do cho tất cả các du khách mua lẻ với nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn từ các đơn vị tham gia. Trong ngày này, Sở Du lịch thành phố cũng tổ chức 50 xe buýt phục vụ hành khách di chuyển từ khu vực trung tâm thành phố đến tham dự hội chợ. Không còn hình ảnh rác trôi lềnh bềnh, không còn mùi hôi thối bốc lên, thay vào đó là hình ảnh đông đúc người dân luyện tập thể thao, thể dục, tản bộ mỗi cuối chiều tối. Đó là những gì mà người dân sống quanh khu vực kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè cảm nhận về sự đổi mới của dòng kênh này. Cùng với diện mạo mới trên, thì mới đây công ty Thuyền Sài Gòn vừa khai thác tuyến du lịch đường thủy nội đô đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh trên đoạn kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Đây được xem là một trong những nỗ lực của thành phố trong việc phát triển du lịch đường thủy nội đô nói riêng và du lịch xanh nói chung, nhằm tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo thu hút du khách trong và ngoài nước. Cách đây 10 năm, khó có ai có thể tưởng tượng những hình ảnh này sẽ xuất hiện trên dòng kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Việc mở tuyến du lịch trên kênh này được xem là bước đi mạnh dạn khiến nhiều người dân không khỏi ngỡ ngàng bởi nơi đây vốn đã từng ô nhiễm nặng nề. Là người sinh sống khu vực quanh kênh, chị Như Nguyễn cho biết chị rất ấn tượng với những thay đổi từ dòng kênh này, đặc biệt là mở tuyến du lịch trên kênh. Cảm giác của tôi là cũng rất là thích cái mô hình này và cũng muốn mình được thử một lần đi trên sông này. Tôi cũng được xem những cái hình ảnh ở nước ngoài, ví dụ như ở bên Pháp, Ý, người ta cũng có những cái loại hình du lịch thủy. Mà tại Việt Nam mình thì thành phố mình cũng rất là đẹp mà không có, thấy rất tiếc.
Nhưng mà không ngờ cái điều mà tôi nghĩ á, hiện tại thì nó lại được có tại thành phố Hồ Chí Minh mình. Thì tôi thấy rất là hay, cái mô hình này rất là hay. Tôi hy vọng là cái mô hình này nó sẽ tiếp tục phát triển tốt hơn nữa. Ghét lại những ồn ào tấp nập của một Sài Gòn náo nhiệt, hình ảnh những cô gái chèo thuyền trên sông mộc mạc hiền hòa đem đến một góc nhìn mới lạ, thú vị hơn giữa một đô thị sôi động bậc nhất cả nước. Dọc hai bên bờ kênh là những hàng cây xanh ngát, cùng hình ảnh ngôi chùa của người Khmer, Kanda Ransi, gợi lên một khung cảnh hữu tình ngay trong lòng Sài Gòn. Những tưởng những hình ảnh trên chỉ có ở miền quê sông nước, nay lại được tái hiện chân thực và sống động ngay trên chính dòng kênh đèn một thời. Thay vì ở dưới miền Tây thì ta có thể là tham quan được chợ nổi hay là cuộc sống của người dân hai bên đường. Thì ngay tại nội thành như vậy thì chúng ta cũng được thấy ở hai bên là người dân người ta đang làm gì. Là cái thứ nhất, thứ hai là cái việc di chuyển đi lại. Đó thì nó rất là tuyệt vời với một người ví dụ như là ở nơi xa tới hay là chính bản thân mình đã sống và làm việc tại đây rất là nhiều năm rồi. Với chiều dài đoạn kênh 4,5 km, trải qua các quận 1, 3, quận Bình Thạnh và quận Phú Nhuận, du khách vừa được ngắm nhìn khung cảnh hai bên, vừa được nghe những câu chuyện về lịch sử của những con đường, những địa danh, thắng cảnh và hiểu hơn về cuộc sống người dân hai bên bờ. Ngoài ra, ở giữa tuyến, du khách cũng sẽ được phục vụ nhã nhạc trên mặt nước. Đây là những sản phẩm từ tuyến du lịch đường thủy nội đô của công ty trách nhiệm hữu hạn Thuyền Sài Gòn vừa mới đưa vào khai thác. Để cho ra đời tuyến du lịch trên đoạn kênh này, đại diện công ty cho biết doanh nghiệp đã gặp phải không ít khó khăn. Cái dự án này chúng tôi đã xin thành phố gần một năm rưỡi này rồi, và thành phố cũng đã thông qua chủ trương cho phép là đưa cái kênh du lịch này vào để mà kinh doanh du lịch, là một sản phẩm mới của ngành du lịch thành phố. Thì dĩ nhiên là nó có rất nhiều khó khăn, bởi vì cái dòng kênh này đã bỏ hoang phế từ hàng trăm năm nay rồi, cho nên bây giờ là muốn đưa vào kinh doanh thì nó đụng đến nhiều yếu tố về kỹ thuật, ví dụ như nước dòng chảy, thủy văn, địa mạo, rồi đến cái địa chất ở dưới này đều phải làm hết, đều phải tính toán rất kỹ trước khi làm được cái nhà ga ở trên này, và đặc biệt là xây cái cầu tàu ở dưới để cho mấy chục chiếc tàu có thể ghé vào đậu ở đó được. Hiện vẫn còn một số tuyến du lịch đường thủy đang hoạt động nhưng chưa mang lại được nhiều dấu ấn hoặc khai thác chưa tốt. Tuyến du lịch đường thủy kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè được kỳ vọng sẽ là một sản phẩm du lịch đặc sắc. Đây là một trong những cái tuyến du lịch mà nó sẽ đem lại một cái ấn tượng rất lớn cho cái cộng đồng dân cư. Cái tuyến du lịch kênh Nhiêu Lộc và Thị Nghè là cái bước đầu tiên chúng ta phát triển cái tuyến nội đô. Có thể nói rằng ba cái tuyến du lịch nội đô sẽ là tạo nên một cái nét sinh hoạt mới, một cái phát triển sản phẩm mới, đồng thời cũng là một cái nét văn hóa chung của cộng đồng dân cư ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo ông Khánh, vấn đề lớn nhất hiện nay trong việc phát triển du lịch đường thủy của thành phố nằm ở khâu quy hoạch bến thủy, cầu tàu chưa bài bản, rõ ràng. Hơn nữa, để góp phần đa dạng sản phẩm du lịch của thành phố hấp dẫn du khách, thành phố Hồ Chí Minh cần sự chung tay giúp sức đầu tư từ các nguồn lực, thành phần kinh tế. Tuyến du lịch đã hình thành, vấn đề còn lại là làm sao để nhiều người biết đến. Việc quảng bá và truyền thông kênh du lịch này cũng cần được quan tâm đầu tư một cách kỹ lưỡng. Theo tôi thì cái vấn đề quảng bá của mình nó cũng chưa mạnh lắm. Giống như hôm nay khi mà khai mạc thì tất cả những người dân ở đây hầu như người ta rất là xa lạ, người ta không biết. Đó, thì tôi nghĩ là mình cần quảng bá mạnh hơn nữa cái mô hình này. Bên cạnh đó, về cái phần thuyền, tàu thuyền á, thì mình đưa cái phần chất lượng nó hình ảnh đẹp hơn, tàu thuyền mới hơn nữa. Những cái mô hình tàu mà nó có thể là trước giờ ở Việt Nam mình chưa có. Tôi mong là sắp tới mình sẽ có những cái thuyền đó nó đẹp hơn, thuyền có trên tầng cao chẳng hạn. Với vai trò là chủ dự án, doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn được đầu tư một cách toàn diện hơn với loại hình du lịch này, không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng. Thành phố vừa rồi cũng đầu tư rất nhiều cái nhà chờ nằm cái dọc cái kinh tàu hủ đó, nhưng mà làm cái có vẻ nó hơi giống bến xe buýt quá, nó không phải là cái nhà chờ đẹp. Thành ra tôi nghĩ là nếu được thì để xã hội hóa cho doanh nghiệp có thể đứng ra xây dựng nó đẹp hơn, nó vững chắc hơn, và đặc biệt nữa là cái chức năng sử dụng đó, nó hiệu quả hơn là như hiện nay mình làm, giống như là cái bến xe buýt thì nó ít có hiệu quả. Cái nữa là cho phép chúng tôi là đã đầu tư toàn diện, ví dụ đầu tư được nhà ga, đầu tư được bến thuyền, thì cho phép chúng tôi đầu tư cái nhà vệ sinh mà ít ra cũng phải cao cấp một chút cho nó xứng đáng với lại cái công trình dưới này. Theo đại diện Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ mở thêm hai tuyến nội đô để phát triển du lịch xanh cho thành phố. Một tuyến từ bến Cầu Móng dọc theo kênh Tàu Hủ, đại lộ Đông Tây, và tuyến còn lại nối trung tâm thành phố với quận 9, khu cù lao Long Phước với hơn 100 hectare vườn phục vụ du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần.
Liên quan đến thị trường thành phố Hồ Chí Minh, theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là FANMI, thì từ nay đến cuối năm thành phố sẽ có nhu cầu tuyển dụng khoảng 95.000 lao động. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc FANMI cho biết, theo chương trình việc làm của thành phố năm nay, thành phố sẽ bố trí việc làm cho 265.000 lượt người. Trong quý 4, thành phố cần tuyển dụng khoảng 70.000 lao động, riêng trong tháng 9 này cần khoảng 25.000 lao động. Bình quân nhu cầu nhân lực những tháng cuối năm tăng từ 7 đến 8%, trong đó có những nhóm ngành tỷ lệ tăng khá cao như du lịch, công nghệ thông tin, bất động sản, tài chính ngân hàng, xây dựng, giao thông vận tải. Theo ông Tuấn, sự gia tăng này là do kinh tế phục hồi và nhu cầu tái cơ cấu nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Đánh giá của Ủy ban thành phố và của các ngành các cấp, nền kinh tế của chúng ta, thành phố chúng ta là đang phát triển ổn định, tăng trưởng ổn định và đặc biệt là cái tạo ra việc làm ổn định, cái điều đó mới là quan trọng. Chúng ta đang có một sự gay gắt về nguồn nhân lực. Đúng là có diễn ra cái thất nghiệp, đúng là diễn ra những cái mà chúng ta cũng cảm thấy buồn. Đó là người sinh viên, nhiều em cũng rất khó khăn trong tìm kiếm việc làm, nhưng rõ ràng chúng ta phải nhìn thấy là bên cạnh đó, cái nguồn nhân lực của các doanh nghiệp đang được tính toán lại để làm sao họ có một nguồn nhân lực là tinh nhuệ. Và cái điều mà chúng ta cũng phải thấy là cái doanh nghiệp họ cũng đã bắt đầu đánh giá cái nguồn nhân lực hết sức là trân trọng. Cũng theo FANMI, cung cầu thị trường lao động tiếp tục có độ chênh lệch khi nhiều ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhưng không tuyển được lao động phù hợp. Mặc dù nguồn cung thị trường lao động vào thời điểm hiện nay khá dồi dào khi có sự tham gia của 70-80.000 sinh viên mới ra trường, nhưng do doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động chất lượng cao nên số lao động mới này chưa thể đáp ứng. Và trong phần tiếp theo của bản tin sẽ là các thông tin thế giới đáng chú ý cùng với tổng hợp về thị trường chứng khoán. Hàng chục ngàn người Nhật biểu tình phản đối dự luật quốc phòng mới. Tổng hợp diễn biến chứng khoán thế giới trong tuần qua.